Nếu
动，nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đầy sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu và trời tuyệt diệu tình yêu. Của chủ đề đẹp trai Quỳnh Huy, và lời nói đầu tiên cho phép Mỹ Tiền thay mặt cho chủ gia đình ngày hôm nay xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình đến từ âm thanh ánh sáng Thanh Bình xin gửi tặng quý vị những lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Các vị quan khách thân mến, hôm nay đây thì những người làm chương trình của chúng tôi rất hài lòng hân hạnh được thay mặt cho chủ gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu của mình đến chung vui trong buổi tiệc tối ngày hôm nay. Sự hiện diện của tất cả các vị khách quý cũng chính là niềm vui, niềm vinh dự dành đến cho gia đình chúng tôi, và đó cũng là một điều hạnh phúc lớn lao dành riêng cho cô dâu và chú rể. Mỹ Tiền xin thay mặt cho chủ gia đình ngày hôm nay chúc quý vị sẽ dùng một buổi tiệc thật là vui tươi và ngon miệng, và đặc biệt sẽ có một đêm thật đẹp, thật hạnh phúc và ấm áp bên những người mình yêu thương. Bên cạnh đó, trong lúc đón tiếp, nếu gia đình có được gì sơ suất, mong quý vị cũng đừng bỏ qua cho, và cũng xin thay lời cho tất cả các vị khách quý đã có mặt trong buổi tiệc tối ngày hôm nay xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình đến từ âm thanh ánh sáng Thanh Bình xin chúc cho cô dâu duyên dáng Trần My và chú rể đẹp trai Quỳnh Huy từ nay long phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, bạc đầu dây ngẫu nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị, trong lúc đón tiếp, nếu gia đình có địa chỉ sơ suất, mong quý vị cùng niềm tình bỏ qua cho. Và ngay bây giờ đây sẽ không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề hát mừng hạnh phúc lứa đôi, cô dâu duyên dáng Trần My sẵn viên cùng chú rể đẹp trai Quỳnh Huy do âm thanh ánh sáng Thanh Bình chúng tôi đảm trách xin được phép bắt đầu. Ca khúc đầu tiên đi mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay để rất vui cho tất cả các vị khách quý thì Mỹ Tiền xin gửi quý vị với một sáng tác của Diano Hoàng Dũng, ca khúc của tựa đề Hãy Cho Tôi, xin mời quý vị cùng cảm nhận ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho say cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi. Anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1 2 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc vui xa cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời. Nằm lại đây 2 3 nghe đây 2 3 uống cho say cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi. Anh em ta lâu ngày gặp nhau, nước ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1 2 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết cái sự đời. Bừng lên rộn ràng ngất ngây,
sai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lẽ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ. Nghe hồ chơi vỡ. Thank you.
năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây, mà em hiền, ba em khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, ba em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à, gặp đã là duyên thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được như anh nè, lấy anh hôn chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành, xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi, cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi, tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mình băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh nhấm chứa tình niệm trọn một đời dành cho anh mơ. Chuyện tình hai chúng mình tựa như trong cổ tích, dù phong ba bão ngập trời vẫn có nhau chẳng rời. Mình đi trên chuyến tàu được mang tên hạnh phúc, cùng ngao du suốt cuộc đời đến cuối đất cùng trời. Rồi một mai về sau khi chúng ta già đi, tình đôi ta em ước sẽ mãi nguyên vẹn. Đôi mắt thêm mờ dần, đầu bạc theo tháng năm, làn da nhăn nhẻo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước nổi đi, nguyện sẽ yêu anh đến khoảnh khắc cuối cùng. Mỗi sáng mỗi buổi chiều ngồi run run sát nhau, bài tình ca em sẽ hát cho anh nghe. Em hát anh nghe. Gió thế nào làm nơi đây giống bão, thì em cũng chẳng ngại ngần để ôm lấy anh vào lòng. Lời hẹn ước chân thành hiện lên trong ánh mắt, chẳng ai thay thế được anh trọn đời. Rồi một mai về sau khi chúng ta già đi, tình đôi ta em ước sẽ mãi nguyên vẹn. Đôi mắt thêm mờ dần, đầu bạc theo tháng năm, làn da nhăn nhẻo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước nổi đi, nguyện sẽ yêu anh đến khoảnh khắc cuối cùng.
mỗi sáng mỗi buổi chiều ngồi run run sát nhau. Trời cao tiếng hát em đầy say ngất ngây bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn bông tai đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Em ơi,
mình đã bao năm giờ có nhau sưởi ấm em chịu không? Em ơi mình cưới nhau nha, cứ cho vui lòng bạn với nhau. Thôi thay hoài cũng thôi em ai, thôi thì bao hiếu cho ông bà nhà. Anh sẽ mang trầu cau với đội đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm chồng em. Xin mẹ cha được bên cạnh cùng buồn cùng với em. Cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới bước cùng trên đoạn đường sắp tới. Nhìn nó sát vào nhau nở nụ cười rất tươi là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui. Cuộc đời bưng đổ rồi thì phải rồi đó, đó. Tôi gót vô bớt nha, để gót vô đầy luôn ơi. Qua bên nhà gái chương trình về phẩm vật 6 mâm, một là rượu, bánh, mứt, trái cây và vân vân. Vì bên nhà trai xin rồi đây tôi cũng xin đại diện cho bên đây nhà trai xin nhận. Như vậy nếu anh nhận thì dùng với bên nhà trai một ly rượu. Rồi hai ông vô luôn. Vô ha. Rồi đại diện nhận mâm dở anh quay luôn nghe. Triệu vàng thì 1,5 cây, vàng 24k, tiền cũng tiền Việt Nam nghe chứ không phải tiền US nha. Ông ngoại, bà ngoại. Tôi là ông út của chú rể. Đây tôi cũng xin đại diện nhà gái thì đó ông ngoại với bà ngoại. Đây là bà nội, đây là bà dì Năm. Cái đây là vừa chỗ tổ thông gia nha. Đừng biết để vui vẻ nào, bây giờ đây gãy vỗ tay cái đây cho nó vui vẻ hai bên cái đây. Nhà trai tôi mới có kiện. Rồi mình chuẩn bị đâu có một mà là cô dâu thôi. Đó.
là chỉ là lại ông bà thôi đó, thì bây giờ với còn bên chỉ là có bên là bên họ nhà gái thôi. Bây giờ là cả cách mới rồi, giờ tôi cũng đề nghị hai bên tham gia là trước sau là cũng tình nghĩa lâu dài đó, thì bây giờ là trước là mời chu gia hai là hai bên nó cũng cầm nhang với cầm là đèn để dưng để kiếm ông bà, và sau cùng hai đứa trẻ cũng dẫn cho là sáp nhập chung lại là ông bà luôn. Sơ sót ấy là cho cô dâu 5 triệu ở phần trang điểm. Thực trang điểm cũng vậy. Cho hai
hai đứa nó làm lễ nối á, rồi đám cưới rồi chuẩn bị có chồng đó, thì cũng quyền mà cũng xin về mới chứng minh đồ út rồi đi ông nội. Cái ly rượu để cho hai cháu đó, để cho nó biết ông bà là cũng tông dưỡng dục chân thành. Đến ngày hôm nay là cái ngày lễ tân pha, đó là cũng ngày mùng 3 tháng 4 của năm 2023, là ngày đây là giờ này là cái giờ đại lợi đó, thì xin phép với hai bên để cho con cháu nó biết ông bà. Thì trước mắt bây giờ lên đây ha, lên đây vợ chồng để trăm năm hạnh phúc. Thì cái tông lao hôm qua ở đây là một cái tông lao của cha mẹ, thì mời hai cháu trả lời vợ dinh đi rượu để cho cha mẹ cảm ơn. Cái này là ông quyền xuống rồi. Vừa là thông gia là vừa là ông biết cho ông bà cha mẹ ở hai bên đó, thì quay bên cho phải câu thủy chung dây trầu, câu đứng bên dương trầu, tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu lẽ đôi dây trầu, câu buồn buồn làm sao. Câu là trầu thương cao, trầu ước mơ làm sao, câu ấy câu thương trầu, câu ước mơ tình đầu, lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn, trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà, duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà.
cao ơi, chúng tình cùng trầu xanh. Đó là quan hành tốt đẹp đó, trên đời nhảy quan cái này đó. Đó vậy xong rồi đó công bố là xu gia vậy đó, ai xu gì đó ông bà vậy đó là biết hết rồi xong đó. Bà ơi, bên họ nhà trai mình đã giờ đã dùng buồn con thôi mà. Cho em niềm tin anh sẽ ân thiệp cười hồng. Quà tư duyên đẹp hôn em chẳng lo chuyện trầu cao. Trời ban cho tình duyên dây chúng mình ta quyết lòng. Tay cầm tay đến ước chân em bước như thiên thần. Ngày hai ta kết duyên bên vía trầu với mâm cao. Khi mẹ cha minh chứng thì em đây trao tơ lòng. Nguyện cho nhau ngày sau duyên chúng ta sẽ hòa mình. Bên nhà trai chúc phúc em sẽ là cô dâu hiền. Áo cưới cùng em thơm nồng mùi giải mơ. Duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ. Ô cưới thiêu rồng hai dòng sông hí cho nhau. Hẹn em ơi mùa thu trao những nụ hôn đầu tiên. Bàn tay em thầm mong trao chiếc vòng cưới lung linh. Quà cho em ngày nay anh nói rằng sẽ đẹp lòng. Xin tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Cưới cùng em thơm nồng mùi giải mây. Theo gấm cùng hoa ta mặc áo đỏ tươi. Sánh duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ. Áo cưới thiêu rồng hai dòng sông hí cho nhau. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị quan khách cùng toàn thể các bạn trẻ thân mến, nhân gian của chúng ta có một câu thơ ví von về chuyện tình yêu như thế này ạ. Anh về gốc đất trồng cao, cho em trồng ké dây trầu kế bên. Bao giờ trầu mọc lớn lên, cao kia ra trái mình nên vợ chồng. Kính thưa các vị quan khách thân mến, từ xưa cho đến bây giờ và tận mãi đến ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và mang nhiều diễn biến đầy cảm xúc. Song bên cạnh đó vẫn luôn có một điểm chung, đó là khi đôi trái tim cùng hòa chung một nhịp thì những đôi khuyên ương chỉ muốn hòa quyện vào nhau, nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và đôi tân nhân trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Và như ông cha ta cũng từng dạy chúng ta rằng, trăm năm tính chuyện vuông tròn, phải giờ cho kỹ ngọn nguồn mạch sông. Người ta có bố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Kính thưa quý vị, việc dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, và đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Và đặc biệt trong ngày vui trọng đại hôm nay, điều ấy được sự thiền liền và ý nghĩa khi có sự dịu dắt và chứng kiến của những đấng sinh thành cao cả kính yêu. Và ngay sau đây Mỹ Thiền xin phép được giới thiệu đại diện của hai bên gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Chú Thiền xin hân hạnh đón chào gia đình họ nhà gái ông Trần Văn Trung, bà Lê Thị Hồng Duyên, ngụ tại ấp mới xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Quý ông bà đây cũng chính là song thân của cô dâu duyên dáng Trần My. Xin mời quý ông bà cùng khoác tay nhau và cùng nhau tiến về sân lễ. Xin mời tất cả các vị khách quý, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện gia đình họ nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Đại diện gia đình họ nhà trai ông
ông Quỳnh Văn Đà, bà Nguyễn Thị Tiết Phượng, ngụ tại khóm Hòa Đông, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Quý ông bà đây cũng chính là sân thân của chú rể đẹp trai Huỳnh Huy. Xin mời quý ông bà cùng tiến về sân lễ. Xin mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón đại diện gia đình họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Quan cách tình yêu hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Khi chúng ta nhận ra rằng không thể thiếu một nửa kia của cuộc đời, và họ nhất định sẽ đem đến cho nhau những gì cao quý tốt đẹp nhất, cũng như giúp đỡ nhau hoàn thiện nhau hơn trong cuộc sống tương lai. Và tất cả chúng ta đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay trong một bầu không gian ấm cúng như thế này cũng chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là để chúc phúc cho đôi nguyên ương được trăm năm hạnh phúc. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nhìn về phía cổng hoa và dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi tân nhân nhân đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Xin mời cô dâu duyên dáng Trần My nắm chặt tay của chú rể đẹp trai Quỳnh Huy và cùng nhau tiến về lễ đài hạnh phúc. Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày mùng 3 tháng 4 năm Quý Mão, được sự cho phép của chính quyền địa phương, sự đồng chấp thuận của ông bà cha mẹ đôi bên gia đình, cùng với sự có mặt chứng kiến của tất cả các vị khách quý đại diện trong buổi tiệc sáng ngày hôm nay, gia đình họ nhà gái của chúng tôi, ông Trần Văn Trung, bà Lê Thị Hồng Duyên, ngụ tại ấp mới xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, chính thức kết tình thông gia với gia đình họ nhà trai ông Quỳnh Văn Đà và Nguyễn Thị Tuyết Phượng, ngụ tại khóm Hòa Đông, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và hiện diện trên sân lễ chúng tôi bây giờ gồm có nhà gái hân hoan mừng trễ quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và trong giây phút trọng đài thì đại diện xin kính mời đại diện của hai bên gia đình chúng ta cùng cô dâu và chú rể hãy dành một cái cúi đầu gửi đến tất cả các vị khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thay cho lời cảm ơn và lời chào xin được phép bắt đầu. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả các vị khách quý chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân lễ và cùng dành vài giây phút lắng động lại để chiêm ngưỡng các nghi thức trong buổi tiệc ngày hôm nay dành cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ xin mời hai bạn tiến về thắp ly để cùng bật nắp hai cái rượu sâm banh đầu tiên khai mạc chủ tiệc ngày hôm nay. Xin mời ạ. Và các vị khách quý và các vị khách quý cũng đang nhìn thấy cô dâu và chú rể của chúng tôi đang vai kề vai, tay chân tay phu thê, tình trao lòng thắm duyên kề với nhau. Và sẽ thay mặt cho những người thực hiện chương trình đến từ âm thanh ảo nhiệt bạc đầu dây ngủ nghĩa phu thê. Một ngày vui trọn đại như thế này thì cô dâu và chú rể của chúng ta một điều phải luôn nhớ đến, đó chính là công lao của những người làm cha làm mẹ. Cha dâu tục ngữ Việt Nam có câu rằng trước kia ai đắp mà cao, sâu sâu biển rộng ai đào mà sâu. Lời dạy cha ông tựa núi non, dâu hiền rễ thảo tấm lòng son. Đạo làm con xin giữ cho tròn đạo, hiếu nghĩa ngàn năm mãi vẫn còn. Dân tộc Việt Nam của chúng ta từ xưa đến giờ luôn thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mặc dù ngày hôm nay đây cô dâu Quỳnh My và chú rể Quỳnh My đã chính thức nên vợ thành chồng, nhưng vẫn không sao quên được công lao trời biển của những người làm cha làm mẹ đã có công sanh thành và dưỡng dục cho hai em đến ngày hôm nay. Vì lẽ đó cho nên là trong giây phút trọng đại này đây thì quý vị xin mời hai em hãy lần lượt dâng lên những ly rượu tình rượu hiếu cho cha mẹ để bên gia đình để tỏ lòng hiếu kính công ơn sanh thành dưỡng dục. Chú Tiên xin mời. Sau khi hai bên gia đình đã nhận nhau Quỳnh My, Quỳnh My vào chú rể Huỳnh Huy được trăm năm hạnh phúc, có được không quý vị? Ly đâu ly đâu rồi ạ? 1 2 3 ta cùng nâng ly để uống ly dài chung rượu nồng, mình và cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ai có
hạnh được thay mặt cái chủ hôn của hai bên gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu của mình đến chung vui trong buổi tiệc sáng ngày hôm nay. Sự hiện diện của tất cả các vị khách quý cũng chính là niềm vui, niềm vinh dự dành đến cho hai gia đình chúng tôi, và đó cũng là một điều hạnh phúc lớn lao dành riêng cho cô dâu và chú rể. Mỹ Thị xin thay mặt cho chủ hôn của hai bên gia đình xin thay mặt cái dịch vụ nấu ăn tám mai chúc cho quý vị sẽ dùng một bữa tiệc thật là vui tươi và ngon miệng, và đặc biệt sẽ có một ngày thật đẹp, thật hạnh phúc và ấm áp bên những người mình yêu thương. Bên cạnh đó, trong lúc đón tiếp, nếu gia đình có điều gì sơ suất, mong quý vị cùng niềm tình bỏ qua cho. Một lần nữa xin phép thay mặt cho đại diện của hai bên gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa các vị khách quý thân mến, hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Mỹ Tiên cũng xin chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn, và để cho mối tình thông gia càng thêm thắm thiết, em xin mời quý ông bà thông gia chúng ta cùng tiến về phía trước một bước nữa để cùng bắt tay nhau ạ. Ông su gái bắt tay ông su trai, và bà su trai sẽ cùng bắt tay với bà su gái luôn ạ. Một tràng bắt tay thật lớn đi quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, sau khi bắt tay xong thì xin mời quý ông bà thông gia chúng ta nắm tay nhau và trở về các bàn tiệc để đón tiếp các vị quan khách thân yêu của mình ạ. Đến cùng nhau và chú rể xin mời nén hai chân đi lát và hãy tiến vào chiếc bánh cùng nhau cái bánh hạnh phúc. Gió và mây từng lời nói nguyện yêu mãi yêu đến bất tận thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá yêu phiền cho sáng ngày hôm nay dành cho cô dâu và chú rể. Mỹ Tiên xin gửi một cái thông điệp mà chú rể Huỳnh Huy của chúng ta đã ủ trong lòng từ bấy lâu nay. Thì ngày hôm nay có mặt đông đủ quan viên hai họ cùng với tất cả các vị khách quý. Lúc nãy Huỳnh Huy có nhờ Mỹ Tiên nói ra đó quý vị. Và thông điệp là một bài thơ ạ. Chứ hôm xưa khi mới gặp nàng muốn hôn một cái sợ nàng hổng cho. Hôm nay anh cưới được nàng muốn hôn một cái xin một tràng pháo tay thật lớn quý vị có được không ạ quý vị? Và hôn thì cũng có ba lượt hôn đó. Lượt hôn thứ nhất, hôn trán thì hai gái hai trai, hôn má thì hai trai hai gái, và hôn môi thì có luôn đội bóng. Chú rể muốn hôn chỗ nào của cô dâu? Hôn môi chứ. Trả lời lẹ quá chị. Chúng ta cùng vỗ tay và cùng bắt nhịp cho chú rể có động lực hôn cô dâu đi ạ. Và để chuẩn bị đây sắp tới đi cô dâu và chú rể chúng ta sẽ có nguyên một đội bánh một đội bóng hùng mạnh luôn quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đếm nha quý vị. Và hôn đến khi nào các vị khách quý bên dưới ngừng vỗ tay. Anh nhà công thì ngừng đánh nhạc thì mới được ngừng hôn đó ạ. Đồng nghĩa là vỗ tay tới chiều, đánh nhạc tới chiều mới hôn tới chiều luôn nha. Hôn tới chiều mới có một đội bóng. Chúng ta cùng đếm nha quý vị. 2 rưỡi 2 tám 3. Mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Tiền vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền tình
dắt anh theo em về mà miền Tây. Thằng Tý nó hóng chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có sỉnh em vào thay. Ý kìa chú ba đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Ha, nghe em hát dân ca, người từ xứ xa cứ yên tâm em đây thật thà. Thank you.
cuộc đời vui lắm nha. Cột dây tơ duyên hai đứa thương anh tới già. Anh hứa mai này em sẽ nón cùng anh. Hỡi khoan hò khoan anh, nguyện yêu em thật lòng. Mình ở bên nhau đời là vui biết bao. Cột dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh hết chàng ơi. Nếu mai về sau anh chờ em theo dõi. Mình ở bên nhau. Rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mét ba bà mắng anh giờ. Tôi thức giấc lâu không có chờ ai, mong một mai em tới mang theo điều hò đưa vô. Mai đi tới về chung nhà, anh sẽ lo trồng rau, nấu những chén cơm ngon chờ em thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là ngày hai lần ta uống rượu giao môi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui. Ta đến em khóc sao bao lời khuyên.
đó đi. Thế là chắc nghe nhẹ con ấy mạnh lắm. Tập dưới đây nghe lại rồi. Rồi vô đây luôn nghe nhìn anh. Chỉnh cái tóc này. Hỏi luôn. Nói rồi lấy ly nữa. Lấy ly nữa rồi lấy ly. Lấy ly nữa. Cầm bánh nó nữa. Đứng nét vô bầu. Rồi lại đưa cái ly khác cái ly đây đụng con nè. Hai bà đụng nhau. Rồi này gác cái tay bà. Má chụp lên má chụp lên. Gác cái tay bà này đúng rồi. Thắt cái tay ly con nè. Rồi bà nhìn thẳng giùm con nè bà ơi. Nhìn thẳng vô máy chụp hình giùm con nè. Rồi cái nhân nhìn thẳng nè đúng rồi. 1, 2, 3. Hay là vô cái cốt luôn coi. Rồi bà chút cháo hả? Đang quay phim kìa. Có ngủ chưa? Ngủ chưa? Con mày đó mất ra luôn. Chơi dài mà nội cho con nó ăn chỉ vàng. Bà đeo cho con. Đeo luôn nội ơi. Nhằm bà nội đau, bà nội dung 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 cái tao. Chơi dài dung dài. Thổi đi, để nó đi, thôi nó cắt lên đó. Đeo luôn, quay luôn. Bước ra đi. Kệ đó chỗ nào. Rồi bước qua chỗ đó bà nội, không bà nội miếng luôn nghe một tỷ đó. Đeo nó đi. Bước qua bà nội cái đây. Không bà nội chụp tấm hình đây. Bà nội mà. Không có nhau nông vô đó được đâu, cũng nhắc à. Nè, không nè, không nè. Bà nội miếng đi. Có ăn nữa bà nội. Nhớ mà nấu miếng thôi. Qua nè, qua nè. Na đi theo đi, mời cũng hai con chiếc kìa. Cái dọn kìa. Đẹp kìa. Cái gì lạ quá. Nhiều hả? Đấy. Đó nào cũng vừa, ngoại yên tâm. Không vừa cũng phải không vừa. Không vừa cũng phải vừa, cũng nông vừa à. Ngoại hình cá gì. Quay. Quay. Rồi. Rồi, ông đưa cái ly sáng của bà con không anh? Rồi, nó gác lên vai của bà. Đúng rồi. Rồi, nhìn thẳng về cái nhà mình đây. Rồi, đến nghe ông ơi, 1, 2, 3, ông ơi, thử ông ơi, máy này ông ơi, 2, 3. Ông ơi, ông mời đụng ly nè, ông mời đụng ly vô. Ông mời đụng ly vô, ngoại nắm đó nghe. Không đúng, đúng. Đó, rồi, vô luôn. Ngoại mày đó. Quá vui. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Dạ, phấn pháp gì phải không? Tay thôi chị. Rồi hãy là tay em coi cái luôn nè. Đi gắt cái tay cho nó đi ơi. Rồi cái mình tới nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, mà chiều con dốc chút thôi, con dốc nhiều quá, con hết, dốc quá nhiều. Đúng rồi, là đầy đây. Tích vậy nè. Cũng phải 8, 9, 6 đâu rồi Tâm. Có trốn rồi đâu. Rồi, đi xét cho mẹ, đi xét cho mẹ. Đi xét vô, cầm đưa qua chứ. Rồi, thắng nhớ với nhau rồi. Rồi, 1, 2, 3. Hello, là hello bên đó kìa. Hello bên máy quay nè. Nè, nè, không, thầy con đâu rồi. Để em thấy. Chỏ, chỏ vừa không? Vô. Cô hai cho em 1 tỷ vàng. Đó. Quá giờ leo với thầy ta. Thầy để 5 vừa. Cái gác nó đổi thôi con. Chị thì đi ngồi vô gõ. Chưa. Ở trái nhỏ hơn. Này. Chưa. Vô luôn. 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 Rồi ly chào một chỉ nè, mày vô, mày vô. Cho đụng lại coi, cho sát lại. Đúng rồi, trời. Cỡ. Em đi đó. Rồi, nhớ mấy con nè, 1, 2, 3. Uống luôn nè, uống luôn. Từ từ uống chờ đợi chứ. Uống chờ đợi. Con xây ra cho anh thấy, xây ra cho anh thấy. Xây ra cho anh ta chụp hình, ta thấy. Quay rồi, ghi tao ở đây nè. Ôi,
Rồi nhìn thấy con cái nhầm nơi 1, 2, 3, 4, nhầm nơi 2, 3 Dạ, tám nhìn máy quay hello đi. Rồi uống đi, uống đi. Chào yêu ơi. Rồi nãy cho gì rồi bỏ vô phải không? Nè, cái tiền. Cái tiền. Ok. Nói đi bà. Không biết mà. Đang nói với mọi người, mẹ uống nước trà, mẹ ba uống nước trà với con. Bước qua này con, bước qua này. Rồi, 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 rồi. Con vô đây vô con, đứng bên mẹ, vô đây, đứng bên mẹ. Rồi, sát cô lên rồi. Ba mẹ uống nước trà. Rồi, nhìn thẳng cô ơi, hai. Bỏ thiệt vô trong thùng. Dạ, kêu bác không đó. Bác Tư. Rồi, luôn ăn. Bác Tư nước trà. Rồi, hát cho tên nhau. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, uống. Rồi, tới rồi. Hai chồng có tỉnh kìa. Rồi, tiếp theo, tiếp theo. Rồi cô mì đà. Rồi đi xin đi. Rồi cái gì máy gì không cô à. Rồi cô ơi. Không nha, chú bên kia mới không. Ly trà anh chỉ, Đây cũng ly trà này quá nặng rồi mày ơi. Ly chỉ anh mày ơi. Rồi giao luôn. Đang sáng chào con nha, món quà làm cổ con về nhà chồng con. Bất khích quá. Mở cái tủ mở không được. Mở vô. Mình tắm nha. Này thay cho cháu. Thắng nè, thắng nè. Rồi, thắng đúng rồi. Thắng nhìn thắng luôn đi ơi, thắng nè, đúng rồi, đúng rồi, 2, 3. Con đứng bên ba con á. Đứng bên ba con này hả? Đi vòng quá, quy quy, đi vòng bên ba. Đứng sát ba mày nè. Đứng sát đây nè, đứng sát anh. Mày giữa nhà, mày giữa nhà. Quy vô giữa. Quy vô, quy vô đứng. Kìa, mấy gái giữa đứng kìa. À, cho đứng giữa đi. Cầm hai cái ly, cầm hai cái ly đưa. Mày đi đâu mình lăn ban gì mình đứng tới. Rồi đứng tới cái ba. Mình lăn ban gì. Đi ra ngoài, đi vô. Rồi, thắng với nhau thôi, đúng rồi. 1, 2, gái ơi nè. 2, 3 nè. Rồi, mọi người ơi. Cười chứ. Đưa đó. Ủa, con chị. Con lượng cái cặp tao đi ra ngoài rồi đứng ở chị trà. Để đủ nước trà rồi tao mới nói chuyện được. Mà nào chuyện gì uống nữa, cứ nói gì. Rồi, chờ hết. Cho cháu là năm ngoài. Cho cháu đem gì trà làm của. Vô chụp đôi hình với cháu đi mà kỷ niệm. Đúng rồi, vô chụp đôi hình đi. Chụp hình đó. Đây, vô với bên cái à. Đi, vô ngồi với chị ba đi. Kỳ ghê. Vô người anh hai, em hai kêu chị hai qua, làm hư ghê. Đó, bệnh rưu hoài hoài hoài. Rồi, nắng của nhà ơi. Một, hai, hai, nắng của này con. Hai, 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 qua cả tốt chị. Rồi, tới anh chị. Tới anh chị. Vô người ta chơi nữa là. Châu ơi vô đi vô con. Vô về vô được rồi. Vô vô. Vô đi. Vô đi ba, vô đi ba. Ý quên nó chưa vậy chứ tôi chạy lại đây rồi trời. Không biết mày lỡ. Rồi dì ba, vô chiếc nhẫn luôn dì ba ơi. Dì ba cho nghe. Rồi, tôi lên này ơi. Dì ba nhẫn luôn dì ơi. Rồi, 2, 3.
đẹp nha. Mấy mấy năm là được cái ngày nè. Hello, 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 hello. Nhìn em mang thay thèm thùng, đêm về anh ôm tương tư, cùng em say giấc mộng vàng. Một ngày nữa sau này nên duyên kết đôi phù thế. Gọi em tâm tư trao cho em, dù nắng dù mưa vẫn nguyên vẹn. Tay nắm vai kề, mình cùng bước đi chung lối về. Ý chung nhìn nàng ơi, anh sẽ qua sân mẹ cha để cưới em. Em gật đầu đồng ý, cho ngày lành hai đứa du quý. Phao nổ rầm gian trên kiều hoa, anh mang trầu cao sáng. Vui khắp sông làng, ơi à từng tàn nàng đã bên chàng. Đôi ta cùng nhau nâng ly cạn chén, tay cầm tay mình trao ước hẹn. Yêu đến khi nào tóc xanh sẽ thấy đôi màu. Mai đây dù có giàu sang hay khó khăn anh vẫn không thay lòng. Vì đời này không em thì chẳng còn ai để con mình kêu má ơi. Về bên nhau ta cùng say hạnh phúc ngọt ngào, tình mình như con sóng dâng trào. Em ơi anh vui làm sao. Có
một chàng trai nọ yêu một cô gái nhỏ, trải qua căng trầm xương gió, họ đổi về một tình yêu thật to. Cuộc sống đã không còn khó vì tích cấp những tháng năm tự do, từng câu hứa vẫn luôn còn đó, khi mình còn thở thì mình cũng lo. Đông qua rồi xương đón nắng sẽ bước trên đường mòn, đôi trai tài và gái sắc nên duyên vợ chồng son. Có nhau rồi vui biết bao, hai phía gia đình đạt ước ao, ước một ngày trời sớm mai ta có thêm niềm vui thứ hai. Nhất già đồng sàng chung già ai nhất nhật phu thê, ba già ân tu mười kiếp mới thành vợ chồng, chàng đã đồng lòng chứ mình thành thân. Mình yêu một cách bình dị vì tính vợ chồng mình vốn bình dân, công canh đập bạc muốn gì cũng được miễn là cùng ăn. Đời có đã sao mai không thay lòng, đồng lòng bên nhau bao gian nan điều hóa không. Một ngày làm phu thê suốt đời không đổi thay, dù cho tương lai thay đổi thế nào trái tim này vẫn ngọt ngào. Rồi em tâm tư trao cho em, dù nắng dù mưa vẫn nguyên vẹn, tay nắm vai kề mình cùng bước đi chung lối. Ý chung mình là anh sẽ lo xin người em cần đôi. Vì đời này không em thì chẳng có ai để con mình kêu má ơi. Về bên nhau ta cùng say hạnh phúc ngọt ngào, tình mình như con sóng dâng trào. Em ơi anh vui làm sao, lòng ta luôn sắc son, tình phù thế này mong kiếm sao luôn mãi vàng. Mong chúng ta luôn bình yên, hai trái tim luôn bền nguyên. Dẫu chẳng có bằng nhưng chẳng phải tình duyên. Phao nổ đơn giản trên kiều hoa, anh mang trầu cao sáng. Vui khắp sông làng, ơi à tình ta nàng đã bên chàng. Đôi ta cùng nhau lên ly cạn chén, tay cầm tay mình trao ước hẹn. Yêu đến khi nào tóc xanh sẽ thấy thì nhận lễ vậy là phải nếm với nhà trai một miếng rượu. Cái ẩm là tới rồi. Đưa lại đây. Được. Đúng cái anh. Mừng mà chung nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau.
bước đến làm lễ. Chô. Một lạy nhất bái cha mẹ, hai lạy nhị bái cao đường, lạy thứ ba phu thê giao bái, thế là đôi ta đã được cuốn chung một giường. Hai họ phía dưới nhìn nhau, miệng tươi cười chúc phúc từng câu, nhìn em hạnh phúc khóe mắt lệ cây. Ngày hôm nay chính thức em đã được làm cô dâu. Tiếng nhạc đen vang, từng lời ca hát, nhà ta đứng nhảy vui cứ như là xuân sen. Mình đứng qua bằng bên đây nè, đôi bằng bên đó là từng ly rượu mời mừng hạnh phúc đôi ta. Nhà vui hôm nay tôi quý hơn vẹt vàng, làm anh hạnh phúc khi mà cưới được nàng. Tình đôi ta sẽ mãi không đổi giác, anh chỉ muốn sau này ta có những con một đàn em. À, trong cuộc này thì cũng ấy là mới đây lần qua thôi, giờ cũng không có đủ nhiều, giờ đại diện chung cái xá rồi lên cho dưỡng giữa các bạn nói chung luôn hết luôn ông bà vậy xá ra giữa các bạn đi đại diện chung thôi. Rồi rồi quay vô giờ giả phong trào luôn xong. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo nên. Hai bên hai họ là quẻ như đây là xong đó, là được quyền để tiến hành rước dâu. Vậy là xin nhà trai xin lễ rước dâu, vậy là nhận rủ không anh hai? Ở đâu hả? Nghĩ ha, vậy nghĩ thì con rồi, vậy là thỉnh bên nhà gái. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng chưa tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đơm đơm hoa đăng. Rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, nỗi nhung xôn xao chào đón. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm. Ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào.
ba bốn em theo anh về làm dâu miền Tây. Từ nơi đông đúc bon chen đô thành dìu nhau về đây. Có em và anh với đôi bàn tay mình xây mái nhà. Chỉ mong gần nhau đầu ba răng lông tới da. Sập sình sập sình không tình thùng thình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tỷ thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Nên duyên vợ chồng năm sau sinh con đầu lòng. Rồi em coi anh tính như vậy được không? Được em không? Ơi anh nói cho em nghe, bao nhiêu cô trong xóm hay lăm le, qua khôi đồng nội người đẹp cù lao thả môi thả tính. Nhưng mà ai ai đâu khe. Người cần của anh là duy nhất, chỉ một lòng một già yêu em mãi về sau. Sông có cạn hay sỏi đã có mòn như đất trời làm chứng, anh chẳng nuốt lời đâu. Trai miền Tây hiền lành và chất phái. Chất phái thiệt tà dễ mến lắm em ơi. Chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý báo đỏ ruộng cây ta xây đến trọn đời. Sầm sinh thông tin thường tình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tỷ thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Chị nói không chị bây giờ. Kính thưa hội đồng gia tộc và bên họ nhà gái nhà trai đến đây, trước khi làm lễ thì là xin thỉnh hai họ đứng lên, bên họ nhà trai nhà gái đứng lên một phút mặc niệm tưởng nhớ về công ơn đất nước, có công giữ nước và giữ nước. Mời nghe. Rồi một phút mặc niệm bắt đầu xong, mời an tọa. Rồi cái chú đó chụp hình thì chụp ngang, không chụp thì không có kêu nó. Rồi bây giờ cho hai cháu nó ra. Thank you.
sáu Phật ba sáu rồi đi ra. Rồi, đứng dậy chụp luôn đây, vậy đi ngon chụp lại đi. Chưa gì hết mà chưa tới kêu ông bà gì hết, kêu ông bà là người ta làm lễ ai biết đâu, gửi thì thôi kệ nữa. Ờ giờ đưa cha mẹ này đứng khổ đứng xác vô. Rồi, mau cái rồi. Rồi chưa? Chụp vào thấy không? Rồi giờ tới phần bên nhà gái. Ông Do hai bác này uống rượu bác 5 2 triệu bác 4 2 triệu rồi uống đi uống đi. Có được gì được rồi. Rồi vậy được rồi. Rồi để vô đó. Rồi dạ. Rồi thôi bây giờ trước nhất ông ngoại bà ngoại tặng quà cho cháu. Ông bà bên nội và bên ngoại. Bà ngoại 2 triệu à? Chưa. Từ từ nó ghi mới được. Cô ba. Cô ba mới 2 triệu. Năm bình nhiêu? Triệu. Năm bình triệu. Chưa để nguyên cái hả? Bảo gì vô ai vô luôn đi kêu cái mộc rồi đó. Cái gì có tiền thì nói nghe. Anh hai uống bóp. Để thả xíu đi. Những 2 triệu con ơi. Những 2 1 triệu. Để anh hai chụp hình cho anh hai. Thôi anh hai uống với cháu nó ăn ly rượu.
cái lượng này. Rồi, uống cho hết ra coi. Chúc các con cháu trăm năm hạnh phúc. Đầu năm sanh trai, cuối năm sanh gái vậy. Anh đang sao? Cô bảy nhau. Ai nói lên? Cô bảy chịu thiếu cái rồi ơi. Để vô. Út nhiều. Con này 2 triệu nè. Rồi vô chụp hình với đây 1 triệu. Rồi giống em ơi, 1 2 3. Uống vô. Ngon hơn. Rồi. Rồi. Chú bác cô cậu gì dưỡng anh chạy đó. Bao nhiêu? 1 triệu à. Rồi uống rượu 2 ly. Rồi cái gì hắn mà. Rồi 1 2 3 4 ơi. Rồi nha bà. Được ly luôn coi nha bà, được ly. Vô luôn quá gì đâu chứ. Thấy không? Hết mới được chứ cỡ cháu mà. Rồi thôi cái gì là thằng con cấp tay xá 2 xá. Đi lên đi. Rồi xá 2 xá thằng. Đi lên chung. Dạ hai thằng. Hai sao? Được rồi. Rồi anh chị. Rồi tới phần anh chị nè. Mi 500 à. Rồi chị hai nó. Dưỡng tám nhiêu? 3 triệu. 1 triệu. Rồi. 1 triệu. Mới nghe lời tao ghi 3 triệu nữa đà đấy. Rồi như vậy là phần lễ đã xong. Cháu xá ngoài hay xá xe vô trong. Hết tổng quát rồi. Xe vô trong xá hay xá. Rồi. Vậy là phần hành lễ bữa nay đã xong. Vậy bên nhà trai mời bên nhà gái ra dùng buổi tiệc rượu thân mật với bên nhà trai. Anh thì con nghe tới thúc lễ vỗ tay con lớn lớn đây. Rồi rồi. Bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Một mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ ca mình cùng ca. Là con của tía mai.
qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sao đây, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đang có mặt trong buổi lễ tân hôn mừng ngày hạnh phúc của chú Gãy Văn Huy sánh duyên cùng cô dâu Thị My trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép MC Lan được thay mặt chủ hôn gia đình cùng cô dâu và chú Gãy và những người thực hiện chương trình dịch vụ nấu ăn Lâm Hương âm thanh ánh sáng Thái Lan kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc sáng hôm nay. Lời cảm ơn chân thành, lời chào đón thân thương và trân trọng nhé. Vâng, kính thưa hai họ, kính thưa tất cả các vị quan khách, hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Khi ta nhận ra rằng không thể thiếu một nửa kia của cuộc đời và cả hai sẽ dành cho nhau trở nên hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay đây là muốn nói đến tình yêu của hai bạn Văn Huy và Thị My. Sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, được sự đồng ý và nhất trí của hai bên gia đình, thì hai bạn đã chính thức chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để kết tóc xe tờ và nên duyên chồng vợ. Vâng, kính thưa quý vị, và giây phút long trọng này đây thì xin mời tất cả quý vị mình dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lên sân khấu đôi nguyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất, chú Gãy Văn Huy cùng cô dâu Thị My sẽ tiến lên sân lễ để ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Một tràng pháo tay luôn quý vị ơi. Trong tay vây kề vây, hai trái tim hòa chung một nhịp, hai gương mặt gặp đời đang dìu dắt nhau bước đi chung trên con đường của tình yêu. Và các quý vị, trong hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ là đây. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã đưa đôi nguyên ngư của chúng tôi lên đến đài hoa hạnh phúc. Vâng, kính thưa hai họ, kính thưa tất cả quý vị quan khách, thì dân tộc Việt Nam của chúng ta thường có câu: có người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội thì mới tươi cành xanh lá, nước có nguồn thì mới biển cả sông sâu. Và ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể của chúng ta được ngày vui ngày trọng đại hôm nay thì không sao quên được những công lao sanh thành dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay sẽ thực sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự chứng kiến và dìu dắt của các bậc sanh thành dưỡng dục. Sau đây là sự phép giới thiệu thành phần chủ hôn hai họ và mời lên sân khấu. Về phía chủ hôn họ nhà trai trân trọng kính mời lên sân khấu ông Quỳnh Văn Đà và bà Nguyễn Thị Tiết Phượng là song thân của chú Gãy vinh dự chủ hôn họ nhà trai. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón quý vị ơi. Về phía chủ hôn họ nhà gái trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Văn Trung và bà Lê Thị Hồng Diên là song thân của cô dâu vinh dự chủ hôn họ nhà gái. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa để chào đón quý vị ơi. Hiện diện trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay là một đại gia đình hạnh phúc. Chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách một lời chào để tỏ lòng tri ân sự diện của tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu.
để lưu lại những bức ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chú rể Văn Huy và cô dâu Thị My. Thì xin mời tất cả quý vị mình cùng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến đôi nguyên ngôn của chúng tôi thực hiện nghi thức khu sù. Xin mời hai bạn mình tiến về phía thấp ly để tiến hành nghi thức khu sù. Thưa chú rể ạ, để coi bờ vai của chú rể vững chắc như thế nào để cho cô dâu mình tựa vào ạ. Mình tựa vào nhau, hai tay mình cầm chặt xe gỗ gót đầy vào thấp ly ạ. Vâng, thưa quý vị đang chứng kiến đôi nguyên ngôn của chúng tôi đang có hạnh phúc mới quy trì có đôi nguyên ngôn. Anh yêu em như bước xa hoa, một chén rượu đầy, anh chưa nhớ chữ hiếu dành mẹ, đúng tay chữ tình. Xin chúc cho chủ hôn họ nhà trai từ nay đã có được nàng dâu chủ hôn họ nhà gái ạ. Vâng, con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một người con gái rất đẹp để cho con có được một người mình. Xin mời tất cả quý vị quan khách mình cùng gót đầy ly bia ly nước ngọt trên bàn của mình, hô thật to sau ba tiếng điểm cười nang để chúc mừng hai họ, chúc mừng hạnh phúc của đôi người ngường đi quý vị ơi. Bắt đầu nghe quý vị, ly đâu ạ? Ly đâu quý vị ơi? Cùng vỗ tay lên quý vị ơi. Thôi bây giờ Y Lan sẽ không làm khó chú rể nữa. Thì Y Lan sẽ đến 1, 2, 3. Thì chú rể mình sẽ hôn cô dâu nhẹ nhẹ cái ha. Rồi xin mời hai bạn mình nhìn thẳng vào nhau ạ. Xoay người vô, xoay người vô. Xoay 360 độ hết, hít một hơi đặt sâu. Ba vỗ tay lên quý vị. Khi thời gian như đứng yên lại, quá đường dài, ôi chiếc hôn nồng. Giữa hơi thở đêm anh ấy say ngọt đôi cao cao bà nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa, em nấn na xinh xinh. Ngày hai đứa đẹp duyên bên nhau. Kìa xem đôi cánh bướm vàng nó đậu cành qua mái vàng. Mái vàng đón mùa xuân sang, là ngày anh đến rước dâu. Thắm như chỉ hồng, chỉ hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thấm duyên đôi mình. Ông tơ ông xe duyên ta, bà nguyệt cũng khen hay hay khi nhìn đám cưới.
cao cao. Bà Nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước nhảy lên xe hoa. Thương em nấn na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang. Nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Tuy đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia. Rượu càng say cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Xanh có em chăm bón, ruộng sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè. Năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đón con đầu lòng. Nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xinh đôi làm sao. Đám cưới miền quê có cho rơm ra, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa. Rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Yo, tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè. Năm bảy ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán. Cứ là nhậu tới sáng, hát là tôi xả láng. Ông bà cô chú bác anh chị bạn bè một hai ba vô nha. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang. Nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Tuy đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia. Rượu càng say cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Xanh có em chăm bón, ruộng sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè. Năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đón con đầu lòng. Nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xinh đôi làm sao. Đám cưới miền quê có cho rơm ra, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa. Rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Một ngày vui gái trai cùng say. Mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mới. Tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đông quê hương.
nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ. Tơ sẽ sơ duyên lòng mong thắm đời hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên thiên nga. Ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình. Chiến tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyên đắng cay. Em thấy lòng yêu mến anh thêm. Đường mòn làng hôm nay đông vui. Áo hoa màu vàng xanh đôi mươi. Tung tăng đưa người thương mến xa làng. Qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu. Nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo. Trong áo dài khăn đông. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ. Tơ sẽ sơ duyên lòng mong thắm đời hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên thiên nga. Ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình. Chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyên đắng cay. Em thấy lòng yêu mến anh thêm. Mong chờ anh tới xin cưới vào mùa xuân. Cho đời em thành vợ hiền. Anh sẽ là chồng duyên. Em đang mong chờ anh tới xin cưới vào mùa xuân. Cho đời em thành vợ hiền. Anh sẽ là chồng duyên. Chờ anh tới xin cưới vào mùa xuân. Cho đời em thành vợ hiền. Anh sẽ là cô sao đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm. Được ngồi bên anh vào mỗi tối. Và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố. Còn con gái thì đáng yêu giống. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là
thể được ngờ, em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, làm con dâu của anh đó. Mình cùng ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào, biết nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai theo anh về Vĩnh Y, hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ mình tay đi anh, bây giờ mình tay nhau. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tòa nhã là trồng thảo dừa, đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lem mê lem. Có một vết xước là áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tôi sắc với mấy bờ trên cô Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Cháy lên tình yêu, oh.